Ngày 3 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can, Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn CNS và Đỗ Văn Ngà, kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài chính kế toán của CNS. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Đến 21 giờ 30 phút, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét nơi làm việc của ông Dũng là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Trước cổng Tổng Công ty có một xe biển xanh của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang đậu và bên trong Công an đang khám xét. 21 giờ 38 phút, lực lượng chức năng đã khám xét xong nơi làm việc của ông Dũng và ra về. Trước đó, Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sửa đổi bổ sung năm 2017, xảy ra tại CNS. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tại CNS xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn. Một số cán bộ, nhân viên của CNS đã có đơn tố cáo nhiều sai phạm gây thất thoát tài sản nhà nước.